Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính bạch Hòa thượng Thích Chân Tín, viện chủ chùa Hoằng Pháp, kính thưa Đại đức Tâm Trường, trụ trì chùa Hoằng Pháp, các bạn thanh thiếu niên Phật tử tham dự khóa tu tại chùa Hoằng Pháp thân mến. Chủ đề của khóa tu mùa hè năm 2023 do chùa Hoằng Pháp tổ chức là hoa tâm bừng nở. Đây là ẩn dụ mang tính triết học Phật giáo, vì là đề tài mang tính ẩn dụ, thầy sẽ dùng slide để giúp các bạn dễ dàng hình dung. Trong một ẩn dụ bao giờ cũng có hai vế. Vế một đó là mượn sự vật hay là loài động vật như một cái cớ so sánh, mà ẩn ngữ được chứa đựng tính triết lý nằm ở vế thứ hai, gợi mở cho chúng ta về thông điệp quan trọng mà thông qua lời và ngôn ngữ thông thường á sẽ khó có thể chứa đựng được hết. Trong kinh điển Pali và kinh điển A Hàm, Đức Phật nhiều lần khẳng định người tri thức do ẩn dụ mà hiểu sâu. Ngoài việc tạo cái nội hàm sâu sắc mang tính hệ thống, ẩn dụ còn là cách giúp cho mọi thành phần xã hội hiểu được các triết lý mà mô tả bằng ngôn ngữ không thì khó hình dung. Như vậy, các bạn hãy thử quan sát một cái video clip về hiện tượng hoa từ một cái búp sen dần dần nở ra. Và dĩ nhiên là clip video này đó, người ta đã quay và sau đó đó dùng phần mềm để đẩy cái tốc độ lên hàng trăm lần, để chúng ta có thể nhìn thấy trong vòng mấy chục giây thôi, từ một cái búp sen, búp súng trở thành hoa sen và hoa súng. Và hoa tâm ở trong mỗi người đó cũng nở một cách tương tự. Là các Phật tử đó tu học tại các chùa Đại Thừa, các bạn trẻ đó đã có thể từng đọc qua Phẩm Phổ Môn. Nếu ai đã từng đọc qua giơ tay lên. Ít quá. Ai đã từng biết qua tựa đề Kinh Diệu Pháp Liên Hoa giơ tay lên. Như vậy cũng biết được khoảng 1/10. Cho một tràng vỗ tay để tán dương các bạn này. Nghĩa đen của tựa kinh á là Kinh Hoa Sen Chân Lý Tuyệt Diệu hay là Nhiệm Mộng. Như vậy chân lý trong Kinh Diệu Pháp Liêu Hoa được Đức Phật ẩn dụ như là một hoa sen. Mà đặc điểm của hoa sen như chúng ta đã biết rồi, có mặt ở bùn nhơ, lấy chất liệu bùn và nước động để hàm dưỡng cho sự lớn lên của toàn cây hoa sen. Theo đó, từ cọng sen, ngó sen, lá sen, gương sen, hạt sen, nhị sen đều có giá trị tôn giáo, giá trị văn hóa, giá trị văn học, giá trị y học, giá trị mỹ thuật, giá trị kinh tế và giá trị ăn uống.
Hiện nay thì có hơn 5 quốc gia chọn hoa sen làm quốc hoa, trong đó có Việt Nam. Tại vì những cái đặc điểm nêu trên, thì chúng ta cứ liên tưởng cái hình ảnh ở trên màn từ một búp sen nở thành hoa sen. Kinh Diệu Pháp Liêu Hoa đó mượn làm ẩn dụ để chỉ cho từ một phàm phu, tức là người chưa có trí tuệ, đạo đức, thiền định, lần lượt nương vào bản đồ tu học trong kinh này để tỏa sáng chất liệu tỉnh thức, trở thành thánh nhân, trở thành Bồ Tát, và cuối cùng là trở thành Phật. Thì đó là một cái tiến trình. Thì hoa sen hiện nay nó có nhiều màu. Thứ nhất là hoa sen trắng, được dùng làm biểu tượng của sự thanh tịnh và thiện nghiệp, mà trong kinh điển Pali gọi là nghiệp trắng. Thì mở một hoạt đơn nhỏ ở các nước như Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, mỗi khi đến chùa, các Phật tử có thể mặc y phục theo văn hóa, phong tục, tập quán của cộng đồng mình, quốc gia mình, nhưng tông màu chủ đạo phải là màu trắng, vì màu trắng tượng trưng cho nghiệp trắng, mà nghiệp trắng là một ẩn dụ để chỉ cho nghiệp thiện. Nghiệp thiện thì gồm có 10. Đối với thân thì không có giết người, không trộm cắp, không ngoại tình. Đối với miệng thì không nói lời sai sự thật, lời gây mất hòa hợp đoàn kết, lời quyền rủa, chửi bế, xúc phạm, thương tổn, lời thị phi và những lời vô nghĩa. Còn đối với tâm á, thì không tham lam, không giận dữ, không si mê. Như vậy, ở góc độ ẩn dụ này đó, thì sen trắng sẽ nhắc nhở chúng ta nở tâm hoa thiện nghiệp. Và do đó, khi mua hoa trắng dâng cúng cho Phật vào ngày rằm, ngày mùng 1 hay là ngày sinh nhật của bản thân, sinh nhật của cha mẹ, vợ chồng, hay là ngày lễ giỗ ông bà, tổ tiên, người thân đã qua đời, thì các bạn đừng nên dừng lại ở việc chỉ dâng cúng mà thôi, mà phải liên tưởng đến ý nghĩa biểu tượng qua sắc màu của nó, để trong hành động dâng cúng đó chúng ta cam kết thực hiện được phẩm chất đó. Hoa sen màu đỏ được dùng như ẩn dụ biểu tượng cho tâm từ bi. Thế dịch sát nghĩa trong tiếng Việt hiện đại, bi là thấu cảm, từ là tử tế. Tiếng Anh dịch bằng hai chữ compassion là bi, và loving kindness là từ, tức là tử tế để thương người, thương vật. Còn compassion đó, tức là cái sự thông cảm, chúng ta mới có thể quan tâm, vượt qua được sự vô cảm và có những nỗ lực bằng lời nói và hành động cụ thể đi giúp đời và cứu người. Cho nên phải nỗ lực để nở hoa từ bi, tức là trở thành người tử tế, người thấu cảm. Màu hoa sen xanh được dùng như một ẩn dụ để chỉ cho trí tuệ. Ở phạm vi thông thường hơn đó, đó là kiến thức và sự thông thái. Thì trí tuệ là khái niệm mà trong tiếng Pali là Panya, Sanskrit là Prajna, vượt lên trên các giới hạn của kiến thức. Kiến thức thì chúng ta có thể đạt được từ việc học, từ thầy cô giáo, rồi tự học ở thư viện hoặc ở nhà, dùng các biện pháp tư duy khoa học như là quy nạp, diễn dịch, loại suy, tổng hợp để mở thêm những điều mà ở trường lớp không dạy. Và cách học đơn giản nhất để có trí thức
đó là bắt chước. Chẳng hạn như sau Thế chiến thứ hai, Mỹ đã biến kẻ thù xung đột vũ trang trực tiếp với mình là Nhật Bản trở thành bạn. Và do đó họ đã đưa nền giáo dục của Mỹ giúp cho Nhật Bản phát triển. Nhật Bản đã gần như là sao chép nguyên si nền giáo dục của Mỹ. Và 35 năm Nhật Bản cai trị Hàn Quốc thì người Hàn đó đã sao chép gần như nguyên si nền giáo dục của Nhật, cho nên đó, Hàn Quốc phát triển khá cao ở tại châu Á, chỉ đứng sau Nhật. Như vậy học bằng sự bắt chước, nhất là bắt chước mô hình tốt, mô hình chuẩn, mô hình thành công, thì cá nhân, tập thể, cộng đồng, tổ chức và quốc gia bắt chước đó sẽ có được kết quả 80. Còn nếu như mình có sự sáng tạo hơn nữa đó, thì sau sự bắt chước cộng thêm những cái mới của mình đó, có thể vượt trội hơn bản gốc vài phần trăm. Cho nên chúng ta phải nỗ lực để nở hoa tâm trí tuệ. Và trí tuệ thì nó đạt được bằng việc rèn luyện đạo đức, thực tập thiền định, nghiền ngẫm chân lý và các quy luật. Hoa sen vàng được ẩn dụ cho sự giác ngộ và làm nỗ lực hoa tỉnh thức để giúp cho chúng ta vẫy tay chào vĩnh viễn với các hình thức mê tín dị đoan. Mê tín dị đoan á là gốc rễ của sợ hãi và khổ đau, vì chúng ta sẽ bị cài đặt các con chip sợ hãi bởi những lời hù dọa của các tôn giáo mê tín, của các cái phong trào mê tín, tín ngưỡng mê tín. Chúng ta sẽ bị dẫn dắt, thậm chí dẫn đến tình trạng tiền mất tật mang, nhưng lại phải mang ơn kẻ đã tạo ra sự điều khiển và thao túng mình bởi những niềm tin mê tín. Cho nên nở hoa trí tuệ đó sẽ giúp cho các bạn có khả năng phát minh, sáng kiến, sáng tạo ở bất cứ lĩnh vực nào mà mình có cơ hội tham gia, tức là mình sẽ góp phần làm mới. Ở đây bạn nào đã đọc sách hoặc là biết về Steve Jobs, người có công lập ra điện thoại iPhone đó, thì giơ tay lên. Cũng chưa được 1/10, thì cho các bạn này một tràng pháo tay nào. Sau khi bị tống khứ ra khỏi tập đoàn mà chính ông là người đồng sáng lập, vượt qua cái tâm lý hận thù và trả đũa, Steve Jobs đã tìm đến chân lý đạo Phật, thực tập thiền định. Quay trở lại Hoa Kỳ đó thì ông đã trở thành một con người mới. Rất tiếc là qua đời ở tuổi 55 do bệnh. Steve Jobs đã để lại 265 bằng phát minh và đồng phát minh sáng kiến sáng tạo, mà phần lớn là ứng dụng vào trong các cái giải trí dân sự. Thì có lẽ nhân loại chúng ta trong vòng 100 năm tới cũng khó mà qua được những đóng góp của Steve Jobs về điện thoại thông minh. Nó đã làm thay đổi rất nhiều các phương thức truyền thông truyền thống, và làm cho đời sống con người đó khác biệt hơn trước đây rất là nhiều. Thì tất cả những gì mà Steve Jobs đóng góp cho nhân loại đó, mạnh nhất và nhiều nhất vẫn là ở thời điểm ông ấy thực tập thiền với tư cách là một Phật tử thù địch, sống trong một đất nước Hoa Kỳ mà đại đa số là những người theo Tin Lành, chọn một ngã rẽ riêng để khai phá hạt giống tỉnh thức và nhờ đó trở thành một nhân vật vượt trội. Đó là một lựa chọn cực kỳ thông minh nhưng mà không dễ dàng, sức ép của gia đình, của cộng đồng, của bạn bè, của những người yêu quý mến, mà điểm xuất phát tôn giáo
đối lập hoàn toàn với đạo Phật. Thì bây giờ đó, các bạn hình dung lại cái video clip ban đầu, chúng ta quan sát từ một cái nụ hoa sen và hoa súng nở thành hoa sen và hoa súng, chúng ta có thể đúc kết thành ba giai đoạn. Giai đoạn một á là nảy lên cái chồi non, các bạn có thể nhìn thấy trên màn ảnh ở cái góc tay trái bên dưới đó, đó là cái chồi rất là nhỏ. Sau đó là những cái nụ hoa, nụ hoa cũng nhỏ rồi từ 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 lớn, đây là lớn nhất, chuẩn bị để bước vào một cái giai đoạn đột phá mới, đó là nở hoa và trở thành là hoa nở. Thì ba giai đoạn từ búp sen trở thành hoa sen, hay là từ nụ thành hoa, tượng trưng cho ba trạng thái. Thứ nhất là bứt phá, nó phải đột biến theo chiều hướng tích cực và có giá trị. So với thường nhật, tuần lễ, tháng và năm thông thường khác còn lại. Và cái sự bứt phá đó, đó, nó phải là một cái sự phát triển mang tính liên tục. Và phát triển đó phải là phát triển vượt trội. Bây giờ tất cả các bạn có thể hình dung, ở đây ai 18 tuổi đến 20 tuổi giơ tay lên. Đại đa số. Cảm ơn. Bây giờ các bạn cứ hình dung á, 18 năm trước các bạn là một cô cậu bé có đôi ba ký phải không ạ? Cha mẹ cho ăn ngày ba cử, và những cháu bé nào kháo ăn đó có thể ăn bốn cử, ngủ thật là nhiều, nên chống lớn. Còn hồi nhỏ nhà thầy nghèo quá không đủ ăn, cho nên đó là thầy có chiều cao phá kỷ lục, tức là thấp dũng đó. Như vậy nếu như sự nuôi dưỡng của cha mẹ chu cấp cho cơ thể đầy đủ các dưỡng chất cần thiết, chiều cao của người Việt Nam không tệ lắm đâu. Năm 2003-05 thầy đi giảng ở tại Úc Châu, 2004 lần đầu tiên giảng tại Hoa Kỳ, tiếp xúc với rất nhiều cộng đồng người Việt Nam hải ngoại, thì thế hệ là 1,5 và thế hệ thứ hai. Thế hệ 1,5 có nghĩa là những cháu được sinh ra ở Việt Nam ở cái tuổi vị thành niên được đưa sang Hoa Kỳ dưới 13 tuổi đó nha. Thì với cái chế độ thức ăn của Hoa Kỳ đó, các cháu cải thiện chiều cao so với cha mẹ mình là trung bình là 1 tấc. Còn thế hệ 2 đó là sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ, thì chiều cao của nó cải thiện so với chiều cao của cha mẹ trung bình là 1,5 tấc trở lên. Nhưng các cháu mà sinh ra ở Mỹ có gốc là người Việt Nam đó, chiều cao trung bình đó nam phải là 1,7 mấy, nữ phải là 1,60 trở lên. Thế là chế độ ăn uống nó quyết định khá nhiều. Thì như vậy cái sự bứt phá đó nó làm cho xương mình nở ra lớn lên, và hiện nay là có công nghệ có thể làm nâng cao cái chiều cao của xương bằng cách đó là giải phẫu, rồi kích thích hai cái xương tạo ra một cái khoảng cách khoảng chừng là 1 tấc ở ống nguyễn, là 1 tấc ở đùi. Nhưng mà phải dưới 35 tuổi thì cái chiều cao gốc của các bạn đang ở cái mức khiêm tốn sẽ được nâng lên. Cái đó được gọi là phát triển vượt trội hay là phát triển đột phá. Do đó nó đòi hỏi tự thân của sự phát triển này nỗ lực để vươn lên, chứ không tự nhiên có được. Bởi vì các bạn có hình dung, đó là một cái hiện tượng mà chúng ta gọi là từ một cậu bé dương dai trở thành người lớn. Thì cái câu chuyện Phù Đổng Thiên Vương ăn phốc, lớn nhanh, giết giặc là một câu chuyện dạy chúng ta về bài học yêu nước, giữ vững độc lập chủ quyền thiêng liêng của đất nước Việt Nam.
Vì địa chính trị, địa văn hóa quan trọng của chúng ta đã làm cho các quốc gia siêu cường luôn biến chúng ta trở thành nạn nhân của những cuộc xâm lăng. Vì Trung Quốc đã xâm lăng chúng ta trong 3.000 năm qua đó ít nhất là 66 lần suốt gần 1.000 năm cai trị. Pháp gần 100 năm, Mỹ hơn 20 năm, Nhật vài năm, tạo ra biết bao nhiêu bất hạnh cho dân tộc chúng ta. Và tương tự ở lĩnh vực giáo dục, từ một cậu bé, cô bé làm học sinh mầm non của các lớp mẫu giáo cấp 1, cấp 2, cấp 3, rồi tốt nghiệp cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ để trở thành thầy cô giáo. Đó là một quá trình phát triển không có gián đoạn và vượt bậc. Tương tự, từ một chú tiểu hay cô tiểu 3 tuổi, sau vài chục năm được đào tạo nghiêm túc về phương diện trí tuệ, đạo đức và thiền định, oai nghi, tế hạnh, đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, thức, ngủ, giao tiếp, đã trở thành một bậc thầy, một sư cô. Và sau đó hòa thượng hay là sư ni trưởng, rồi trở thành cao tăng, là thánh tăng. Tức là cả một cái quá trình phát triển đáng được trân trọng. Và tương tự ở phạm vi lớn nhất, kinh Diệu Pháp Liên Hoa khẳng định chúng ta là người phàm cũng giống như là một búp sen, trong đó có gương sen, nhị sen, hạt sen, không thua kém gì một hoa sen nở trọn vẹn trên mặt nước. Và từ đó ẩn dụ này được triết học Phật giáo sử dụng để chỉ cho nhân quả đồng thời, tức là nhân và quả đó là nó trổ cùng một thời điểm. Các loại hoa khác không có được như thế. Cho nên ở phạm vi triết lý thì hoa sen đó vượt trội hơn các loại hoa còn lại, cho nên được nhiều tôn giáo sử dụng mang tính biểu tượng. Và trong văn hóa Phật giáo đó, hoa sen được dùng để chỉ cho trí tuệ. Ví dụ ở đây ai biết trường đại học Nalanda của Ấn Độ đi, giơ tay lên, đã từng nghe qua thì có 2-3 bàn tay thôi, ít quá, cho các bạn là một tràng vỗ tay. Nalanda đó là một từ tổ hợp ghép bởi hai từ Nalam là hoa sen, cụ thể là hoa sen trắng. Da đó có nghĩa là nơi chu cấp hay là người chu cấp. Nalanda theo đó có nghĩa là nơi chu cấp trí tuệ, nơi chu cấp hoa sen. Mà nơi chu cấp hoa sen có nghĩa là nơi chu cấp trí tuệ. Và đó là trường đại học đầu tiên trên toàn cầu ra đời vào thế kỷ thứ 5 Tây lịch. Và đó cũng là trường đại học quốc tế đầu tiên. Đường Huyền Trang của Trung Hoa đó đến du học Nalanda vào năm 625-26 gì đó, tức là đầu thế kỷ thứ 7. Và nhiều bậc danh tăng, nhiều nhân tài suốt chiều dài lịch sử từ thế kỷ thứ 5 cho đến thế kỷ thứ 12 đã từng là sinh viên, sau đó là giảng viên của trường đại học Nalanda. Rất tiếc, cuối thế kỷ 12, Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ tấn công, tàn phá tất cả các Phật tích, trong đó có Nalanda. Phật giáo bị suy vong, cho đến đầu thế kỷ thứ 19 mới được tái phục hưng. Thì ẩn dụ này đó chỉ cho chúng ta một cái niềm tin là phải phát triển tiềm lực để biến tiềm năng thành Phật của mình, hay là tiềm năng Phật tính, phẩm chất Phật, tính cách cho Phật, thói quen Phật, lối sống Phật, sẽ trở thành Phật trong tương lai. Thì ở góc độ này đó, đạo Phật là tôn giáo duy nhất khẳng định tất cả chúng sinh là Phật sẽ thành. Còn ta, tức là Phật Thích Ca nói, ta là Phật đã thành. Như vậy, sự khác biệt giữa con người phàm chúng ta với Đức Phật đó, đó là thì. Đức Phật là thì hiện tại,
và bây giờ Ngài đã trở thành quá khứ. Còn chúng ta là thì tương lai. Cái khoảng cách từ hiện tại đến tương lai đó ngắn là một tích tắc thời gian, dài có thể là vô số kiếp. Rút ngắn cái khoảng cách đó nhiều chừng nào nó lệ thuộc vào phương pháp đúng trên con đường tu học để hoa tâm được bừng nở. Trong phần thứ hai đó thì thầy chia sẻ về từ tiềm năng trở thành hiện thực. Trong tiếng Anh đó, tiềm năng đó là potentiality. Còn trong chữ Hán đó thì nó có ba chữ. Thứ nhất là tiềm năng, thứ hai đó là chữ tiềm lực, tức là cái năng lực tiềm tàng, năng lực ẩn tàng, năng lực dưới dạng là nguyên nhân. Và chữ thứ ba đó là tiềm tại ở dạng danh từ và tiềm tại đích ở dạng tính từ. Tức là cái trạng thái đang tồn tại, ẩn chứa để có thể trở thành một cái gì đó tốt hơn, lớn hơn, vĩ đại hơn, có giá trị hơn, hữu ích hơn. Cho nên tiềm năng được định nghĩa là năng lượng có khả năng trở thành và phát triển thành cái gì đó ở trong tương lai. Thì mỗi người chúng ta đó, để phát huy được tiềm năng từ búp sen trở thành hoa sen, chúng ta phải phát triển vượt trội, nỗ lực vượt trội, phấn đấu vượt trội, kiên trì vượt trội, thì mới có thể biến các ước mơ trở thành hiện thực. Sau đây thì thầy sẽ trích dẫn ra ba câu tư duy. Thứ nhất á, là nhà diễn giả Brian Tracy, sinh vào ngày 5 tháng 1 năm 1944. Hiện nay ông là CEO của tập đoàn mang tên ông, là tác giả có những quyển sách bestseller và cũng là diễn giả hùng biện nổi tiếng, người Mỹ gốc Canada. Thì ông có phát biểu một cái câu tiếng Anh mà thầy tạm dịch bên dưới như sau: tiềm năng của người bình thường giống như một đại dương bao la chưa được khai phá, một lục địa mới chưa được phát hiện, một thế giới của những khả năng chờ đợi được khai phóng và định hướng về điều tốt đẹp lớn lao. Thì thầy cho rằng đó là ở định nghĩa này đó, thì câu nói của Tracy đó được xem là sâu sắc, thuộc hàng bậc nhất về khái niệm tiềm năng. Tức là các ẩn dụ mà ông ấy sử dụng, một đại dương chưa được khai phá, một địa lục mới chưa được phát hiện, thì cái quá trình mà phát triển năm châu lục trên quả địa cầu chúng ta, như các bạn biết rồi đó, tìm ra một cái châu lục đó, biết bao nhiêu người đã bỏ mạng bởi những cái cuộc du hành mạo hiểm. Nhưng rồi đó, khi nó được công bố thì cái lợi ích cho cộng đồng và cho đa quốc gia mới bắt đầu xuất hiện. Còn có người mà đóng góp bằng mạng sống của họ để tạo ra cái sự hiểu biết đó là rất lớn rồi, lúc đó bị con người quên lãng đi. Thì cái tiềm năng của chúng ta cũng vậy, nó do sự mất tự tin, mặc cảm tự ti, nhất là tự ti thân phận và tự ti dân tộc, nó làm cho chúng ta không thể nào phát huy tiềm năng để biến Việt Nam trở thành đó là một đất nước rồng tiên. Tiên là tượng trưng cho trí tuệ, rồng đó tượng trưng cho thăng hoa. Thế thì tại sao Việt Nam chúng ta đến giờ vẫn còn là nước thu nhập trung bình? Là bởi vì chúng ta chưa đầu tư đến những cái phát triển mang tính hệ thống, quỹ mô, vi mô, vượt trội. Và cái nền giáo dục chúng ta đã có nhiều cái câu chuyện trạng nguyên, đó là dạy chúng ta kỹ năng khôn lỏi để đối đáp hơn thua, chứ giải quyết được các vấn đề một cách lâu dài. Cho nên về mức độ thông minh, Việt Nam mình không có thua nước nào. Các cái giải Olympic Việt Nam mình đạt khá cao, nhưng mà ở cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ thì Việt Nam mình ít hơn. Đẳng cấp về các cái giải thưởng như là các giải Nobel thì Việt Nam chưa có người nào. Giải Phil thì Việt Nam mới có một người duy nhất là giáo sư Ngô Bảo Châu. Trong khi đó 2/3 các giải thưởng Nobel được người Do Thái sở hữu, dù họ đứng từ các quốc gia khác nhau, nhưng mà gốc của họ vẫn là người Do Thái.
Thì đó là một cái giống dân mà có nhiều nỗ lực vượt trội, thành công vượt trội, là bởi vì họ biết đầu tư mạo hiểm để phát huy tiềm năng. Thì tại nước Do Thái đó thì có rất nhiều sinh viên mới tốt nghiệp ra trường đó, họ đưa ra những dự án mạo hiểm và họ tiếp cận những doanh nghiệp lớn, những ngân hàng lớn để vay vốn, để chia phần lời. Và khi thành công một cái là trở thành giàu có. Thì chúng ta thì chỉ mới đi xuất khẩu lao động đó. Con người Việt Nam mình bây giờ có mặt rất nhiều nước với tư cách là những người lao động. Thế người Hàn Quốc có mặt ở Việt Nam mình 200.000 người, Việt Nam mình có mặt là khoảng 300.000 người ở tại Hàn Quốc. Người Hàn Quốc có mặt ở Việt Nam để đi làm chủ, còn chúng ta có mặt ở mức đi làm thuê. Chúng ta trở thành một quốc gia cung ứng nguồn lao động phổ thông là bởi vì chúng ta đã quên mất việc khai thác tiềm năng thông minh của mình. Nói như vậy đó thì phải có nhiều công nghệ có chỗ đứng trên toàn cầu. Mà hiện nay đó, trong các tập đoàn lớn, người Việt Nam mình tham gia để cung ứng các phần mềm là có. Nhưng mà mình chưa có những đại gia xây dựng nước Việt Nam dưới hình thức là đầu tư phát triển các công nghệ lớn. Mà nếu không đi theo hướng đó, Việt Nam cũng rất là chậm vào. Và các đẳng cấp chỉ số thông minh và học thuật Việt Nam sẽ khó được đánh giá cao. Nhân vật thứ hai đó, đó là Winston Churchill, cựu thủ tướng Vương quốc Anh vào nhiệm kỳ năm 1951 đến năm 1955, sinh năm 30 tháng 11 năm 1874, qua đời năm 24 tháng 1 65. Thì cái câu phát biểu tiếng Anh của ông rất là nổi tiếng. Thầy dịch sát nghĩa như sau: nỗ lực không ngừng chứ không phải sức mạnh hay thông minh là chìa khóa mở ra tiềm năng của bản thân. Thế đây chúng ta thấy là có ba yếu tố. Thứ nhất là sức mạnh thể chất, hay là sức mạnh là truyền thống gia đình, vị trí xã hội. Người ta thường sử dụng nó như là một điểm mạnh, nhưng mà người như thế chỉ kế thừa thôi, khó phát triển được, thậm chí là phá của, phá tài sản, phá danh dự của gia đình. Thứ hai đó là sự thông minh. Thì những người thông minh á, thì dễ ỷ lại. Và cái ỷ lại đó, đó đã chôn vùi chúng ta xuống nấm mồ của tiềm năng mà không có cơ hội để phát huy. Yếu tố thứ ba đó là nỗ lực để phát triển, biến những ước mơ lần lượt trở thành hiện thực. Cái này tất cả chúng ta, bất luận bối cảnh gia đình, giới tính, màu da, sắc tộc, tôn giáo, không tôn giáo, nếu nỗ lực đúng trên nền tảng của phương pháp đúng thì chúng ta có thành quả giống nhau. Và sau đây đó là cái quan điểm của thầy: bạn không thể biết được, phát huy được năng lực thật sự của bản thân cho đến khi bạn mạnh dạn nỗ lực vượt trội khả năng thông thường của mình. Và với cái nội dung này đó, thầy gợi ý chúng ta phải nỗ lực nhón chân và với tay. Ai có thói quen tập cái động tác đó giơ tay lên. Hình như là chưa có ai hết. Đảm bảo trong cái giai đoạn mà các bạn nữ đó, từ 15 tuổi trở xuống, nam đó, là từ 16 tuổi trở xuống, cái tuổi mà xương còn phát triển, mỗi ngày tập động tác nhón chân với tay, các bạn sẽ nâng chiều cao của xương lên thêm vài cm. Song song với việc uống sữa nguyên chất thì về sau này không cần phải giải phẫu xương để nâng chiều cao của xương. Maradona đó, chiều cao gốc đó là 1m55, giải phẫu nâng xương ở lưng đó, nâng lên thành 1m65, qua đời cách đây mấy tháng. Thì bây giờ các bạn hãy quan sát hai cái hình ảnh. Hình ảnh bên tay trái đó là một chàng trai, hình bên trái đang trong tư thế đứng bình thường. Với các bạn để cái ý cái quần bó sát,
ở dưới cái mặt sau của đầu gối ha. Và hình bên tay phải đó, thì chàng trai này nhón chân lên. Thì ai đã từng mang guốc, nhất là các cô gái, thì sẽ thấy là chiều cao mình được nâng bằng cái chiều cao của cái guốc. Và bây giờ chúng ta để ý đây nè, cái bí của quần bó sát này và bí đây nó chênh lệch bao nhiêu? Hơn đất. Như vậy, tùy theo chiều cao gốc, việc nhón chân sẽ giúp cho chúng ta cao hơn chính mình, trung bình từ một tấc cho đến một tấc mấy. Và ở hình bên tay phải bìa, thì đây là cái hình mà cô gái này đó vừa nhón chân vừa gió tay. Bây giờ các bạn để ý cái vai nè, cái bả vai bên tay phải, cái tay được nhón. Và cái bả vai bên tay trái, cái tay chưa được nhón. Thì nó chênh lệch bao nhiêu? Gần đến 2 tấc. Như vậy, tập nhón chân với tay sẽ nâng chiều cao của mình lên. Thì dĩ nhiên là sau 16 tuổi đối với nam, sau 15 tuổi đối với nữ, thì cái việc nâng chiều cao là không còn thực hiện được nữa. Đang khi cái khả năng từ búp sen để trở thành hoa sen là vô hạn. Nó không bị giới hạn bởi nhóm tuổi. Cho nên các bạn có thể bắt đầu lại sự nghiệp của mình. Dầu cả ngay khi các bạn đã từng trải qua và nếm rất nhiều mùi thất bại. Vấn đề ở chỗ là gì? Đừng bỏ cuộc. Thế bây giờ đó, thầy xin điểm qua về cái tính tiềm năng mà không trở thành hiện thực trong trường hợp của phá thai. Tức là có tiềm năng trở thành một mầm sống với tư cách là con người, nhưng mà cuối cùng không thể chào đời làm con người được, do bà mẹ đã quyết định hủy bỏ đi cái bào thai trong cơ thể của mình, làm cho sự sống đó đã không trở thành một hiện thực từ tiềm năng. Thì sau đây là năm quốc gia có cái tỷ lệ phá thai đứng đầu toàn cầu. Trung Quốc phá thai đó mỗi năm đó là 7.900.000. Nga đó là 2.280.000 ca phá thai. Việt Nam là 1.520.000 ca phá thai. Quá khủng. Nếu mà so với là dân số thì Việt Nam có tỷ lệ phá thai còn cao hơn cả Trung Quốc. Vì chúng ta có 100 triệu dân mà có đến 1.500.000 phá thai. Trung Quốc có 1.5 tỷ dân mà có gần 8 triệu ca phá thai, là vẫn thấp tỷ lệ hơn Việt Nam. Hoa Kỳ có 1.4 triệu trên 300 dân số mà 1.4 triệu phá thai. Việt Nam có 100 triệu dân số mà đến 1.500.000 phá thai, thì Việt Nam mình đó vượt trội hơn Hoa Kỳ đó gấp 3 lần mấy. Ukraine đã có khoảng hơn 600.000 ca phá thai mỗi năm. Riêng tại Việt Nam á, thì mỗi năm á, trẻ em nữ vị thành niên phá thai tối thiểu là 300.000 ca. Con số khủng. Đó là những trường hợp á, phá thai ở các bệnh viện hợp pháp. Còn phá thai ở những nơi không được hợp pháp hóa thì các thông tin đó không được ghi nhận. Như vậy, tính tổng cộng thì Việt Nam chúng ta đó là có từ 1.500.000 cho đến 1.700.000 các mầm sống không có cơ hội mở mắt chào đời. Đó là một cái ví dụ. Chỉ cần có một nghịch duyên tác động trái chiều với cái nỗ lực vượt trội của chúng ta thì gần như các nỗ lực của chúng ta trở thành là công cốc. Cho nên khi nói về nhân quả, các bạn cần phải nhớ giữa nhân và quả có cái duyên. Duyên thì có hai loại: duyên thuận và duyên nghịch. Muốn phát triển thì phải tập hợp nuôi dưỡng duyên thuận và loại trừ các duyên nghịch. Và theo cái tạp chí World Population Review đánh giá dân số thế giới thì tỷ lệ phá thai của 10 quốc gia thì dĩ nhiên là mỗi một cái bảng thống kê nó có những cái con số chênh lệch. Ở đây đó thì ta tính theo cái tỷ lệ hàng năm trên tổng số 1.000 phụ nữ, thì Liên Xô, bây giờ là gọi là Liên bang Nga, thì có 53.7 người phá thai. Đó là theo thống kê năm 2004. Và Việt Nam mình á thì có 35.2 người phá thai tính theo năm 2000. Nghĩa là Việt Nam á, ở góc độ này là đứng thứ 2 trên tỷ lệ tính 1.000 người. Còn Trung Quốc là đứng thứ 10. Như vậy Việt Nam mình á, là phá kỷ lục theo các cái bản thống kê này một cách tồi tệ và tạo ra một cái hình ảnh không đẹp về con người Việt Nam, nhất là giới trẻ.
Do đó có những tiềm năng các bạn nên phát triển thành hiện thực, nếu đó là tiềm năng tốt và hiện thực tốt. Nhưng mà cũng có những cái tiềm năng đó là thói quen xấu. Các bạn đừng phát triển đó, vì phát triển đó là cuộc đời của các bạn tả tê, tiêu điều. Thì bây giờ đó thầy sẽ điểm qua các điều kiện để cho một cái bút sen tâm nở thành hoa sen. Điều kiện tự thân, thầy xin trích dẫn kinh Trường Bộ tập 3 trang 221, tương đương với kinh Tăng Chi tập 2 trang 15. Đức Phật dạy có 4 nỗ lực. Thứ nhất là thận cần, tức là siêng năng ngăn ngừa, phòng ngừa. Các bạn gái phải biết giữ chính mình, đừng nghe những lời ngọt mặt chết ruồi của các chàng trai. Sau đó khi các bạn bị lỡ mang cái ba lô sự sống thì các chàng trai quất ngựa truy phong mất tiêu. Và phải ngăn ngừa nói không với các cái dụ dỗ, cám dỗ. Ví dụ như giờ đến cái giờ các bạn đi học, hay là đến tuần lễ các bạn đi dự khóa tu, bạn bè rủ đi ăn chơi, thì mình phải biết nói không, nói liên tục thì nó mới giữ mình lại với cái kế hoạch mà mình đã đặt định sẵn. Chứ bằng không là các bạn sẽ bị nó dẫn dắt mình đi theo một hướng khác. Thứ hai là trừ cần, tức là siêng năng kết thúc, siêng năng chấm dứt những thói hư tật xấu, thói quen tiêu cực và những gì đó nó không làm cho các bạn trở thành là một người giàu, thành công, hạnh phúc, an vui, tỏa sáng. Chứ là phải mạnh mẽ và kết thúc nó. Thứ ba là tu cần, tức là siêng năng nỗ lực thực tập, tu tập. Ví dụ như các bạn trong cái mùa hè này đó, nhiều gia đình đó dẫn đi du lịch nước ngoài, du lịch trong nước, vui chơi, giải trí, là ăn uống, thỏa thích, mua sắm. Các bạn chọn đến chùa Hoằng Pháp và nhiều chùa khác tham dự khóa tu. Thế đó là mình biết quý trọng đời sống tinh thần, giá trị cao quý. Thứ tư là bảo cần, tức là siêng năng giữ gìn. Khi mình đã được cái gì đó rồi, đừng để nó bị mất đi. Có rất nhiều người chúng ta sơ ý trong việc giữ gìn, mất rồi mới tiếc hù hụi. Nó chỉ còn là kỷ niệm đó, và nó chỉ còn là ký ức quá khứ. Do đó phải giữ gìn các di sản văn hóa, giữ gìn văn hóa truyền thống, giữ gìn phẩm hạnh, giữ gìn nhân cách. Khi bị nát rồi, mục rũ rồi đó, hình ảnh chúng ta sẽ bị phai nhòa trong tâm trí của mọi người. Thế vậy, với 4 điều kiện này đó, thì Đức Phật dạy chúng ta một bài học mà chúng ta có thể rút ra để nở hoa tâm, dù đó là hoa từ bi hay là hoa trí tuệ, hoa thành công hay là hoa tỉnh thức, bất cứ một loại hoa gì. Theo nghĩa ứng dụng, chúng ta phải có tầm nhìn vĩ đại, nhìn xa trông rộng, chứ không có đầu tư mì ăn liền, nỗ lực mì ăn liền, lập nghiệp mì ăn liền. Nhất là các bạn trẻ không chịu học nên đến chốn, ở lớp 12 rồi nghỉ đi làm việc, thì suốt một kiếp người các bạn cũng đi làm thuê, làm công nhân, làm ô xin, làm cu ly, làm lao động tay chân và làm thợ thôi, không có thể biết tới tiến xa được. Chứ phải có tầm nhìn, nỗ lực tối thiểu để lập nghiệp thành công, phải có trình độ cử nhân. Nếu chúng ta không phải là Bill Gates, Mark Zuckerberg và nhiều tỷ phú lỗi lạc bỏ học đại học mà vẫn thành công chói sáng hàng đầu trên thế giới, thì sẽ là một sai lầm lớn khi các bạn bắt chước họ, vì các bạn phải là họ. Chứ quả địa cầu này chỉ có những nhân vật đó duy nhất thôi. Cho nên á, học vẫn là con đường tốt nhất so với các nỗ lực khác để giúp cho chúng ta thành công. Mà muốn như vậy thì phải có cái tầm nhìn xa, phải có nỗ lực. Thứ hai đó là phải có cái phương pháp đúng, Đức Phật gọi là Sama Magga, phương pháp đúng, con đường đúng, kỹ năng đúng. Còn nỗ lực chân chính mà nó không có cái phương pháp đúng thì cũng không dẫn đi đến đâu. Và thứ ba đó là không bỏ cuộc nữa chừng, vì bỏ cuộc là các bạn đã thất bại rồi. Kiên trì nhẫn nại thì
thì các bạn vẫn còn cơ hội để chạm lấy cái đích điểm của sự thành công. Thì đó là ba điều kiện không thể thiếu để phát triển tự thân từ một cái búp sen trở thành hoa sen. Về điều kiện thượng duyên thì thầy xin nêu ra bốn điều lợi thế mà Đức Phật đã dạy trong kinh Tạng Pali. Nó là những cái điều kiện thuận lợi cho phát triển và hạnh phúc. Thứ nhất là lợi thế nơi sinh, Gati Samati, tức là các bạn sinh ra trong gia đình mà cha mẹ quý trọng chuyện học, có điều kiện kinh tế, được học ở những trường nổi tiếng, được đi du học ở những trường xuất sắc của nước ngoài, rồi sinh ra trong một cái thành phố lớn, một quốc gia tiến bộ, nhất là tiến bộ về giáo dục và công nghệ. Thế đó là cái điều kiện thuận lợi để các bạn thăng tiến rất là nhiều. Còn người phương Tây thì họ có câu đó, sinh ra mà là người đẹp thì cơ hội lấy chồng đã được một phần nữa. Cái đó là chỉ biết tận dụng cái vốn tự có thôi, không dùng đến cái trí não, không phải là cái sự lập nghiệp bền vững. Các bạn nên nhớ, hồng nhan thì bạc phận, lấy chồng sớm đôi lúc không phải là hay đâu. Thứ hai là lợi thế sanh y, tức là có cái thân thể khỏe mạnh, gen di truyền của cha mẹ ông bà tốt, sống thọ, cho nên mình có thể sống đến 80, 90, 100 mà không có bị bệnh tật. Suốt một kiếp người đó các bạn biến được rất nhiều cái kế hoạch trở thành hiện thực. Thứ ba, lợi thế thời kỳ, tức là sinh ra trong thời kỳ hòa bình, không có chiến tranh như hiện nay tại Việt Nam. Còn Ukraine đang bị Nga xâm lăng từ tháng 1 năm 2022, tàn nát đất nước, giáo dục đình chỉ, kinh tế phá sản, các cái công trình xây dựng đó là bị tàn phá, mất vài chục năm để tái xây dựng lại. Còn hàng gắn dân tộc giữa những người Ukraine gốc Nga và những người Ukraine gốc Ukraine, nó phải mất ít nhất là 6 thập niên cho đến là 100 năm, không đơn giản thế nào. Cho nên phải sanh ra trong cái thời kỳ hòa bình, thời kỳ đạo đức hưng thịnh, Phật giáo được phát triển, thì chúng ta sẽ tiếp thu hoặc là ít nhất có được cái cơ hội để trải nghiệm được những phước báo đó. Thứ tư, lợi thế sở hành, tức là thói quen, lối sống tốt đẹp, hiền thiện từ cha mẹ, ông bà, nó truyền cho mình cũng hấp thu được và tốt được. Thì những gia đình có kinh nghiệm, nhất là những gia đình gia giáo đó, người ta thường dạy, muốn biết người con gái đó như thế nào, hãy xem đức hạnh của người mẹ. Muốn biết người con trai như thế nào, để xem đó là đức hạnh của người cha. Cái là giáo dục gia đình nó ảnh hưởng đến lối sống và thói quen sống của con người. Thì lúc các bạn mới quen nhau, các bạn đâu để ý đâu, chỉ cần cô gái đó dễ thương, mà má nũng nịu đồng cười, cặp mắt bồ câu, sống mũi dọc dừa, tóc thước tha, giọng nói dịu dàng, tướng đi yểu điệu, là các chàng trai mê chết à, không để ý đến cái tính cách. Rồi những cô gái thấy chàng trai cao 1m7, 1m8, 6 múi đến 8 múi, ăn nó mạnh mẽ, tính cách là manly, là bắt đầu mê đắm, là nhớ nhung, là suy tư, là thậm chí là quên đang bỏ ngủ. Cái đó là rất nguy hiểm. Lấy được một người đẹp, các bạn có thể hãnh diện được 5 năm. Nhưng mà lấy một người đức hạnh, các bạn có hãnh diện được một đời người. Hãy nhớ điều đó. Thế vậy những điều kiện này đó, nó sẽ giúp cho chúng ta phát triển được cá nhân của mình qua 5 chiều kích: phát triển về thể chất, phát triển về cảm xúc, và phát triển về tâm trí, phát triển về xã hội, và phát triển về đời sống tâm linh. Và cuối cùng đó là các điều kiện cần thiết để phát triển. Thì cũng trong Kinh Tăng Chi, ở chương đó là 4 điều Đức Phật đã dạy như sau. Thứ nhất là phải sống ở nơi thích đáng, tức là nơi thuận lợi cho điều kiện giáo dục, điều kiện phát triển kinh tế, điều kiện là đào luyện để trở thành nhân tài. Thứ hai đó là thân cận chân nhân, là mình có cơ hội gần gũi được các bậc hiền triết, những người tỉnh thức, những người thành công, người lạc quan, năng động, tích cực, yêu đề, người kinh nghiệm, già dặn, người biết chia sẻ, thì chúng ta sẽ chịu cái ảnh hưởng cộng nghiệp tích cực đó. Thứ ba đó là lập trường đúng, tức là mình giữ vững không bỏ cuộc đã đành, và không bị gọi là nao núng tinh thần khi có nhiều nghịch cảnh như kiểu
nhà to, gió lớn, thuyền to, sóng lớn, chúng ta phải xem đó là chuyện bình thường. Muốn làm việc vĩ đại, để trở thành người vĩ đại, thì ngoài nỗ lực vĩ đại, chúng ta phải có tính kiên trì và cái thần kinh vĩ đại. Nếu mà không là không chịu nổi. Và thứ tư là siêng làm phước, tức là biết chia sẻ. Và đây đó là gì? Nở hoa thấu cảm, để trước nhất thông cảm trước những nỗi khổ niềm đau của tha nhân. Chúng ta không cho phép mình trở thành vô cảm vô tâm, và nỗ lực làm cái gì đó có lợi ích cho mọi người. Và từ cái sự thấu cảm đó đó, chúng ta mới có các hành động tử tế qua lời nói và việc làm ở mọi lứa tuổi, nhất là tuổi thanh thiếu niên. Các bạn chưa có tiền vì các bạn còn đi học, lệ thuộc vào sự trợ giúp của cha mẹ như một tha lực tích cực. Các bạn có thể đóng góp sự tử tế của bản thân mình cho cuộc đời thông qua dạy miễn phí, ôn tập thi miễn phí cho các bạn nhỏ tuổi hơn mình, để cho chất xám thời gian công sức làm phụng sự viên ở các chùa, tình nguyện viên ở các cái chương trình hữu ích. Thế là có một khóa tu mà 2.700 người thanh niên trong mùa hè, thì chùa Hoằng Pháp phải huy động vài chục bạn Phật tử đã từng tu tại đây, hiểu rõ chương trình tu, có kinh nghiệm tu, để đóng góp cho các bạn được an tâm tu. Thì chùa Giác Ngộ của thầy đó, hàng tuần thứ bảy thì có tu mầm non từ 3 tuổi cho đến 13 tuổi và thiếu nhi. Rồi chiều chủ nhật là khóa tu cho thanh niên, sáng chủ nhật là cho người lớn, làm quanh năm suốt tháng. Một năm chỉ nghỉ có một tuần lễ, như vậy là tổ chức đúng 51 tuần lễ. Mỗi một khóa như vậy trung bình là 500 người cho mỗi đối tượng. Như vậy một tuần lễ là có 1.500, nhân cho 51 tuần lễ, chúng ta thấy được con số rất là lớn. Và để làm việc đó thì chùa phải có cái ban là công quả để tham gia làm các cái hoạt động để phục vụ cho khóa tu, cho đó là làm phước. Cho nên đó, chỉ cần biết quản trị thời gian, đừng nghiện game điện tử, đừng chơi internet, đừng xem mạng xã hội quá 2 tiếng một ngày, các bạn sẽ dư thời gian để làm phước. Còn muốn học giỏi, có tương lai tươi sáng, nói không với mạng xã hội nó càng tốt. Cái này rất là khó. Thì đó là những nội dung căn bản. Còn từ cái ẩn dụ bừng nở tâm hoa hay là hoa tâm, thì các bạn có thể liên tưởng đó là hoa từ bi hay là hoa trí tuệ. Thì lát nữa trong phần vấn đáp đó, thì thầy sẽ mời các bạn đặt các câu hỏi tự do. Để kết thúc cái phần trình bày chính, thầy rút ra một số điều để các bạn cùng suy gẫm. Thứ nhất, tiến trình nở của hoa, dù được chúng ta gọi là tiến trình tự nhiên, nhưng thực chất đó, nó cần có rất nhiều điều kiện: nước, đất, phân, ánh sáng, sự chăm sóc của con người, như là các loại hoa hữu dụng. Và điều này không tự nhiên có, chúng ta phải đầu tư cho cuộc đời của mình. Hãy chịu khó để không khó chịu. Và đảo ngược lại, ai không chịu khó thì bằng với khó chịu lâu dài. Các bạn hãy suy nghĩ và chọn lựa. Thứ hai, đừng có nghĩ rằng là không cần làm cái gì hết, chỉ cần hưởng phước của cha mẹ để lại với tư cách là người thừa kế tài sản thì các bạn sẽ có thể thành công. Thực ra cái gì mà mình đạt được đó, mà không thông qua nỗ lực và phấn đấu, chúng ta sẽ không quý trọng. Cho nên cái rủi ro đánh mất nó, tàn phá nó rất là cao. Có những triệu phú của Mỹ vung tiền như nước, cuối cùng trở thành kẻ ăn xin. Các bạn chỉ cần vào Google gõ những cái từ khóa: từ tỷ phú trở thành kẻ thiếu nợ, từ tỷ phú trở thành kẻ ăn xin. Ít nhất là có vài cái tấm gương để cho chúng ta thấy ăn không ngồi rồi đó,
núi vàng nó cũng lỡ. Còn những gia đình đó mà có những người cha người mẹ huấn luyện con em mình thái độ phấn đấu kiên trì, thì cái giàu đó từ cái nghèo sẽ rất là bền vững. Và điều thứ ba, sinh ra trong một gia đình nghèo không phải là lỗi của các bạn, nhưng mà lớn lên duy trì bền vững trong trạng thái nghèo đó là lỗi đáng trách của mỗi người chúng ta. Tại vì mình không phấn đấu, và mình an phận lũ thường là một cái người làm công làm thợ, cái suy tư đó, cái suy nghĩ đó, nó làm cho chúng ta đó cái gì cũng là ngắn hạn đó. Không phải chỉ có các bạn trẻ đâu, mà ngay cả trong giới tu sĩ cũng có nhiều người muốn ăn nhàn thôi, là ngày có 3 cữa cơm, một ngày có 4 buổi lên chùa tụng niệm, ngồi thiền, tụng kinh, bái sám hết, không có phấn đấu gì để nỗ lực trở thành một bậc thầy có thể giảng kinh, thuyết pháp, viết sách, dịch thuật, mở khóa tu, tư vấn tâm lý. Vì có những vị như thế thì không có tin rằng mình làm được, đang khi cũng trải qua cái trường lớp Phật học giống như nhau, gọi là đánh được cái tảng băng mặc cảm tự ti để khai mở được cái năng lượng tự tin và để làm cho cái tiềm năng nó được nở hoa, thì các tu sĩ đó cũng bị dậm chân tại chỗ. Huống hồ là người đời chúng ta cạm bẫy cám dỗ về ăn mặc rồi ngủ nghỉ hưởng thụ nó quá nhiều, nhất là giải trí nhìn ngày nay là một sức tàn phá. Bây giờ nó có thêm là biết bao nhiêu cái công cụ AI thông minh nhân tạo, nó làm cho rất nhiều sinh viên lười biếng, chỉ bằng là đưa những dữ liệu yêu cầu vô các công cụ thông minh nhân tạo để làm giùm hết, đối phó để mình thi đậu được, nhưng mà ra mình không giỏi được. Thì cái đe dọa của sự phát triển nhân loại đó, đó là công bố quá nhiều các cái công cụ AI. Cho nên đó, thầy đúc kết 3 điều như trên, mong tất cả các con có thể dùng ẩn dụ qua tâm đó, bừng nở ở dạng lập nghiệp đời. Thì các con có thể hiểu bây giờ mình còn là thư sinh bạch diện, học sinh là sinh viên, sau này mình trở thành là ông to bà lớn ở phạm vi của một doanh nghiệp. Vì người Việt Nam mình có câu là phi thương bất phú, không làm kinh doanh thì không có giàu được. Và người Trung Quốc là giỏi nhất về lĩnh vực này, đi tới đâu cũng tạo thành cái cộng đồng Chinatown, phố Tàu. Và họ rất đoàn kết, giữ văn hóa truyền thống, tôn giáo truyền thống khi họ có mặt ở một quốc gia mới. Và Việt Nam chúng ta thì chưa được đẳng cấp đó. Do đó, nếu lỡ sanh trong một gia đình nghèo thì chúng ta phải nỗ lực chuyển nghiệp để kết thúc cái nghèo của cha mẹ ông bà, để thế hệ con cháu của mình không có nghèo nữa. Đó là quan tâm bừng nở về phương diện lập nghiệp. Còn về phương diện tu tập thì cái tính cách phàm chúng ta nó được thể hiện qua những cái thói quen phàm, lối sống phàm, hành động phàm, lời nói phàm, suy nghĩ phàm, thì phải nỗ lực thánh hóa, thánh thiện hóa đó. Thì tổ sư Quy Sơn á, có trích dẫn 2 câu của người Trung Hoa: bỉ ký trượng phu ngã diệt dĩ, bất ưng tự khinh di thói khuất. Nên trên đời này có những bậc trượng phu, tức là người đàn ông làm quân tử, đàn ông làm việc lớn, thì tôi đây cũng phải là người như thế, không tự khinh mình để nỗ lực vươn lên. Thì tất cả các bạn hãy thấy rằng là về phương diện tiềm năng chúng ta không thua kém bất cứ người nào. Vấn đề là khai thác tiềm năng thế nào là điều mà chúng ta phải nỗ lực làm. Trước khi kết thúc, các bạn thử hình dung cái công nghệ khai thác quặng mỏ ở Việt Nam nhập từ Nga, cho nên á máy khoan dầu của chúng ta chỉ xuống được độ sâu khoảng 1000 mét thôi. Còn bây giờ cái công nghệ của Mỹ có thể là khoan sâu xuống độ sâu 7000 mét, thì cái trữ lượng dầu đó nó sẽ lớn hơn, và cái tiềm năng kinh tế làm dầu từ việc khai thác dầu đó sẽ nhiều hơn. Thế vậy cái nguồn tài nguyên đó mình có thể hiểu như là tiềm năng,
là bấm sen đây. Thế bây giờ cái phát triển công nghệ hay là công nghiệp đó đó, nó làm cho tiềm năng này đó nó trở thành là gì? Những điều kiện thành quả để phát triển và đóng góp cho hạnh phúc của con người. Do đó phải nỗ lực hết mình đúng phương pháp thì các bạn sẽ thành công. Thầy chúc tất cả được an lành.